Dạ vâng, thì Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại kênh Hải trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Hải đang có mặt tại đường Võ Văn Kiệt, giao nhau với đường Tôn Thất Đạo. Dạ vâng, thì bây giờ thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo đêm cùng Hải. Thì mình sẽ đi vào đường Tôn Thất Đạo mọi người, cũng như là mình hướng về khu vực chợ Phú mọi người, để đi dạo tại khu vực đấy một xíu. Tối hôm nay thì góc này mọi người, đây có góc view rất là đẹp, các bạn nào hay tới đấy. Chụp hình tại khu vực này nên Hải cũng muốn quay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem luôn. Đây, góc này thế nhưng mà hôm nay thì có vẻ là hơi vắng mọi người, mọi hôm đông lắm đấy, nhưng mà hôm nay mọi người các bạn trẻ tới có vẻ hơi ít. Đây, mình đi dạo dạo tại khu vực bên Ngân hàng Nhà nước. Vâng, thì thời tiết hôm nay khá là nóng mọi người, thì ở nhà cũng tranh thủ đi quay cho mọi người, cũng như đi dạo một xíu, quay cho mọi người cập nhật những cái thước phim về cuộc sống Sài Gòn về đêm. Vâng, thì mình đi dạo khu vực này, sau đấy mình về với đường Hàm Nghi nha. Ui, hôm nay thực sự nóng lắm mọi người, ban ngày cũng nóng, về đêm cũng nóng, đi bộ nãy giờ toát cả mồ hôi luôn. Còn thì ban ngày thì nhiệt độ rơi vào 40 độ C, còn đến bây giờ là 30 độ, sự quá nóng rồi, đi mà hay đi bộ mà ướt hết cả cái lưng luôn mọi người. Và đây đang người đang chụp hình như sao. Thì dạo dạo một xíu khu vực này, sau đấy mình qua khu vực chợ phố cũng như là về đường Hàm Nghi. Không biết là cuối tuần này là được nghỉ lễ đấy ạ, không biết là mọi người đã lên kế hoạch cho mình đi chơi đâu chưa. Thì nay mọi người được nghỉ tới 5 ngày cơ, thoải mái mọi người có thể đi chơi. Dạo lúc đấy thì chắc là Sài Gòn có vẻ là vắng người hơn so với bây giờ. Thế là mọi người về quê nhiều lắm, và những cái con đường tại trung con đường cửa ngõ vào Sài Gòn cũng như là các cái bến xe là đông người đi về quê nhiều. Thì lúc đấy mình ở lại Sài Gòn thì khá là yên tĩnh. Đây dọc khu đường Hàm Nghi mọi người là có những cái cửa hàng tạp hóa, cửa hàng rượu. Ở bên dưới này này quán nhậu này, hai quán nhậu này có vẻ là nhìn cũng đông khách cho mọi người. Đây thì nó không nhộn nhịp bằng khu vực ra đường Hoàng Sa hay đường Trường Sa, nhưng mà khu vực này mọi người thấy quán nhậu cũng được. Bây giờ mình sẽ qua đường. Sự rất là nóng luôn, quá hết cả mồ hôi. Yeah.
À vâng, thì chợ thì vẫn đang ở buôn bán mọi người, ít còn đâu là cả. Cửa chủ anh chị mình đóng cửa thì bây giờ là 8:30 rồi mà, anh cũng muộn rồi. Mọi người cái chợ này mở cũng sớm lắm nha. Hôm nào hoài đi con từ 5 giờ sáng là thấy mở ở đây. Đây, khu vực này ăn uống này vẫn còn mở buôn bán này. Đây, thật sự mọi người đi vào đây khu vực hiện đường ăn chơi về đêm luôn đấy, lại gặp những em gái ăn mặc rất là mát mẻ, những cái quán bar có búp nhỏ nhỏ đứng tiếp khách. Chắc là mình sẽ đi dạo ở dưới này một xíu nữa. Nếu mà đúng hai đồ dài đó là mấy chục chai. Về cũng tương đối là đông khách mọi người.
Dạ vâng, thì sắp tới đây Hạ xin phép được dừng video clip ở đây nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đồng hành, tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo.